Xin giới thiệu mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh của mọi người tuyết các bạn nhé. Các bạn cùng mình theo dõi video để bằng cách mình tô màu cho bức tranh này nha. Và đây là bức tranh của mình hôm nay nha mọi người. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho bức tranh của mình hôm nay. Hình ảnh người tuyết đang còn trang trí cho cái lễ để tham gia cái lễ hội Halloween nha mọi người. Mình sẽ sử dụng màu xanh để tô cho cái phần mũ của người tuyết mọi người nha. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho những cái chi tiết mà có ở ngoài bức tranh của mình nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến á màu cam để tô cho cái phần phần bụng dưới nhé, hóa trang thành cái lễ hội Halloween quả bí ngô mình. Thì mình sẽ tô là màu cam vì thường quả bí ngô của mình thì sẽ có màu sắc đó là màu cam các bạn nhé, nên là mình sẽ sử dụng để tô phần màu cam cho nhân vật này lễ hội Halloween. Và tiếp tục rồi mình sẽ tô hết cái phần phần dưới thân và chân thành quả bí ngô người nhé. Và tiếp tục là đến các bạn ở trên thì mình sẽ sử dụng đến màu hồng mình sẽ có bút chì nha các bạn, mình sẽ có bút chì cho cái màu hồng của mình. Và mình sẽ tô các bạn nhé. Và đây là phần màu hồng. Nhớ tôi còn tai trước nha. Và tiếp tục mình sẽ tiếp phần tôi phần tai tiếp theo nhé. Và mình sẽ tô cho cái phần tiếp theo các bạn. Ở đây mình sẽ tô hết phần mặt các bạn nhé, hết phần mặt với màu sắc đó là màu hồng nhạt cho bức tranh này của mình nha. Và
Mình đã hoàn thành xong bức tranh hình ảnh về người tuyết đã hóa trang trong cái lễ hội Halloween rồi các bạn nhé. Và đây là tác phẩm của mình nha các bạn. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh người tuyết đang còn hóa trang để thành cái lễ hội Halloween các bạn này. Đã được mình hoàn thành bởi rất là các nhiều các phân loại màu sắc khác nhau, và các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.